Chào mừng tất cả quý bạn đến với trận đấu trong của vòng vòng 3 giải vô địch U21 Đình Cương, trận đấu Sam vs CCF. Chúng tôi xin nhắc lại đường xuất phát của đội CCF. Thủ môn Hoàng Minh Đa, các thủ là Đăng Đăng Đắng và thủ môn xưa đó. Các bên phía các thủ sắm C là Tuấn Tiên Lô, đội trưởng Lâm Lói, Dương Tuyên và Khải Công Tông Môn. Dù phá dứt điểm các thủ sám C nhưng mà dưới tiếp bóng đá đi quả cao sâu khung thành để anh Thuận buồm xuôi gió. Anh Thuận rất là giữ bóng trong thủ chip C, bóng đến chân của Tuấn Tiên Đô. Ô đô 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 đô, không qua được đồ. Nhưng mà ngay sau đó thì Hoàng Mai Lao đóng pha xử lý rất là lỗi. Bóng đến chân thủ của Thủ Phương và tranh giành ngay ở từ sân nhà. Một chuyến rất loanh, Tuấn Đô cơ hội không vào, bóng đã đi chạch mép khung thành. Tỷ số vẫn là không đều cho hai đội. Nga sẽ có tình huống phong lên cho các thủ xám xe. Đúng là Tuấn Bố xuất gió. Và Tuấn Tiên Lô đứng ở trên dấp, bây giờ đang đánh lắng. Tuấn Tiên Lô bóng sút này, vừa rồi bóng sút này bóng trúng cho chân của đang đắng. Chúng pha sẽ giành rất quyết liệt, được chuyển cho Tuấn Tiên Lô nhưng bóng đã không đến được vị trí. Bây giờ là Tuấn Tiên Lô xuất gió, pha sút ra một chân trái vào. Như vậy tỷ số đang là 1-0, mở tỷ số cho các thủ xí CF. Với cái bàn này anh Tuấn Tiên Lô xuất gió, chúng ta sẽ có pha thay đổi thủ môn khi Tuấn Tiên Lô trở về chấn dứt trong khung thành. Tình hình dẫn trước thì trong thi đấu trong sơ đồ bao vâng không một đường truyền có mắt nhưng mù của anh Khải Cao Khám. Vừa rồi thì heo đồ dưới chúng ta đã cố gắng bộ qua hai cầu thủ bên phía xí xe ấp một số đi chạch quân tài hỏng lên. Một pha phòng rất mạnh đánh đổ. Bóng pha bắt vào trong cấm. Theo lùi dưới bóng đá, do sự bướm đã phóng ngay trên, ngay sát với biên ngang. Đã qua thủ môn rồi, cơ hội không vào. Bóng đã đi chạch khung thành. Tỷ số vẫn đang là 1-0 cho các thủ xí xếp. Tỷ dẫn trước với tỷ số 1-0. Đây là những pha tấn công để mang lại bàn thắng. Câu hóa bây giờ pha thống chế ảo của heo lùi. Rất tiếc là Thuận buồm xuôi gió đã thống chế ảo sau đường chuyền của thủ môn. Một tình huống chạm tay vô cùng và tính toán của đang lắng. Pha phối hợp giữa Tuấn Tiên Lô và heo lùn. Tuấn Tiên Lô đã có pha chuyền bóng rất là lỗi. Nhưng mà ngay sau đó thì Thuận không thể dứt điểm tốt của mình. Bộ dứt điểm không tệ. À rất tệ của leo lùn. Pha ném bóng rất mạnh. Cú dứt điểm rất mạnh nhưng mà bóng đã đi chạch mép cái bên trái của khung thành. Tuấn Đô trong pha tấn công lên.
Hết luôn. Diễm là đi thẳng vị trí của môn. Chúng ta sẽ có pha đá phạt. Pha đá phạt ở 5m ở vị trí khung thành. Đá phạt ở kia. Chúng ta sẽ có pha đá phạt ở 2m20. Chúng ta sẽ xem tình huống này ra nào đây. Một chuyền quá mạnh, một đường chuyền hơi mạnh của hệ đội chuyền không thể và nhà môn rất mạnh. Chỉ nó đi qua hơn nửa chặng đường và tỷ số bây giờ nó làm 1-0. Hệ đội đã đoạt được bóng. Chỉ cho Tuấn Liên đó và dứt điểm. Mà rất tiếc là pha dứt điểm này lại đi thẳng vào vị trí của Hoàng Mai Đa. Vâng, trong môn thể thao bóng đá ba ba những pha sút trúng mặt đối phương của đối phương khóc sẽ là những đường bóng penalty. Chỗ này ra nào đây, người thiện có sút đánh Tuấn Thế Đô. Tuấn Thế Đô đang vào khung thành. Nhưng bây giờ số đang 1-1. Sau 7 phút trận đấu diễn ra thì số bây giờ là 1-1. Cú sút xa. Chúng ta sẽ có quả penalty bởi vì là cầu thủ lớn lò trên quốc tế đã dùng tay cản phá trước khi bóng được đưa vào lưới. Cơ hội để nhân lên giữa trước. Chắc cầu thủ CCF và người đứng kèm thủ sẽ rõ không vào. Thông bóng sẽ rõ đã thực hiện không thành công được sức của mình. Bóng đã ra biên. Và này bóng rất chuẩn của Đan Đăng. Không vào, thủ môn đã cảm thấy rất hay. Bây giờ cơ hội phản công. Chú chỉ mô mình là đo giết cung tè. Anh ấy không thể thực hiện được pha đột phá của mình. Không thể vượt qua được Đan Đăng Đăng. Rồi là Khải Khang Tám bốn pha dứt điểm lại đi chạy cung thành. Một tình huống các thủ đang tranh giành bóng bóng. Thủ một số gió đang rất đột phá qua heo lùn mà lùn vẫn làm rất nhanh. Một cú sút lại đi trúng vào chân của Khải Khám Khám và bay ra ngoài. Và ném bóng rất lâu từ đô. Nào. Và ném bóng lại một pha ném bóng rất lâu của Tuấn Đi Đô. Thành công. Một xí gió. Đang chuyển về rất gần với xưa rồi. Như vậy tỷ số đang là 2-1 cho tủ xám C. Chúng ta sẽ có pha thay đổi của môn khi đang là đáng trở về chấn giữ cho không thành. Lại một đường chuyền rất lâu của Hoàng Mình Đa. Nếu như thắng trận đấu này thì xám C sẽ có 7 điểm và bỏ xa CFC 6 điểm.
Xếp thế bây giờ chỉ có một điểm. Lão một chuyện rất lỗ của Hoàng Mai La. Rất may là thủ môn đã tỉnh táo trong pha đối đầu với lại Thuận buồm suy gió. Hoàng Mai Đa đã cản được bóng. Hoàng Mai Đa. Quả đá phạt rất nguy hiểm bởi vì thủ môn đã lên quá cao và bị chắn tay trong vòng ngoài vòng cấm. Đã sẽ đến với pha đá phạt này. Pha tấn công nó là cuối cùng của ghi bàn cho các thủ xí xếp. Các thủ đang tranh giành cứ định. Nhưng mà thời gian thì không còn nhiều. Cú điểm rất mạnh nhưng đã rơi tiếp ra bóng vọt xa. Tấn công, thủ môn suy gió. Cơ hội cho Edwin Siêu Xe. Sự điểm rất tệ. Trận đấu hết giờ, tỷ số là 2-1. Thủ môn suy gió đã có một bàn thắng. Tuấn Tiên Đô đã có một bàn thắng và Edwin Siêu Xe có một bàn thắng. Đến đây thì buổi bình luận của tôi đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.